Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Dũng Ma Thiêu bất ngờ tung ảnh cưới, fan vỡ lẽ vì không phải dịp. Sau khi Sĩ Hưng tung ảnh cưới, người hâm mộ hương vị tình thân lại một lần nữa phải đứng ngồi không yên. Tối ngày 21 tháng 10 vừa qua, Sĩ Hưng đã cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân. Đáng chú ý, trong bức ảnh này, Sĩ Hưng diện vest của chú rể và cạnh anh là một cô dâu vô cùng xinh đẹp. Kèm theo hình ảnh, nam diễn viên còn viết những lời ngọt ngào, "Come into my life", tạm dịch, bước vào cuộc sống của tôi. Sĩ Hưng bất ngờ khoe ảnh cưới. Sự việc khiến người hâm mộ lập tức đứng ngồi không yên khi nghĩ đến Diệp, Bích Ngọc trong Hương vị tình thân. Theo đó, trong bộ phim truyền hình ăn khách này, Dũng, Sĩ Hưng và Ngọc nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Trong khi bộ phim dần đi đến hồi kết, việc khán giả mong mỏi cặp đôi có một kết thúc đẹp nhưng lại bị Sĩ Hưng dội gáo nước lạnh khi tung ảnh cưới bên người khác là vô cùng bất ngờ. Sĩ Hưng khoe ảnh cưới cùng một người khác. Trước những thắc mắc của khán giả, Sĩ Hưng đã lên tiếng. Anh khéo léo phủ nhận. Có một sự thật là Dũng thấy chỗ này chụp ảnh cưới cho chị Thi, Thu Huỳnh, anh Huy, anh Vũ đẹp quá nên đua đòi tí thôi, chứ lấy vợ ư, chục năm nữa nha. Nam diễn viên cũng tỏ ý đồng tình khi cư dân mạng bên vực rằng anh chỉ đang đi chụp mẫu. Anh phủ nhận chuyện cưới thật như nhiều người lầm tưởng. Một số bình luận liên quan: chỗ chụp ảnh cưới của chị Thi đây mà, nhưng cô dâu không phải lá xanh, sao anh nỡ làm vậy Matthew ơi. Ồ, người mà Hưng lấy không phải là Diệp. Dẫu sao mình chúc Hưng trăm năm hạnh phúc bên gia đình nhỏ nhé. Hết phim là bỏ lá xanh của tôi đấy hả cậu kia? Bảo sao mẹ Bích không ưa, hóa ra là cũng vì lo cho con gái mẹ thôi nhỉ. Ủa anh Matthew, chị Diệp của em đâu? Cứ tưởng sắp tới mẹ Bích và mà mẹ Sa đồng ý cho hai người về chung nhà rồi. Trước đó, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, ông Tấn từng chia sẻ ảnh của mình cùng Sĩ Hưng và chia sẻ tiêu chí chọn vợ cho con trai cưng. Không giống như dự đoán của nhiều người, mặc dù ông thừa nhận Dũng rất đẹp trai, muốn tìm con dâu, nhưng được hỏi về chỉ tiêu, ông hớm hỉnh chia sẻ không nên chọn đối tượng quá đẹp vì sẽ có nhiều người dòm ngó. Nghệ sĩ Hồ Phong chia sẻ tiêu chí chọn con dâu. Gần đây nhất, Sĩ Hưng đã chia sẻ với Nhịp Sống Việt: tôi chắc chắn khán giả sẽ không phải thất vọng về cái tên của phim đâu. Tất cả những thù hằn từ đầu phim sẽ được giải quyết một cách thú vị, ngọt ngào, theo đúng cái hương vị tình thân. Điều này khiến khán giả kỳ vọng về việc các cặp đôi trong phim đều sẽ viên mãn, chứ không riêng gì Nam, Phương Oanh, Long, Mạnh Trường hay Thi và Huy. Nam diễn viên từng cho biết hương vị tình thân sẽ có cái kết rất ngọt ngào. Hiện tại, những hình ảnh Sĩ Hưng chia sẻ vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.